Xin kính chào quý khán giả của đài IBC trong chương trình Dòng Chính do Thu Hà và chị Tuệ Anh phụ trách. Hôm nay trong đề tài cho tuần này, chúng tôi rất hân hạnh mời được hai vị khách để mà đến chia sẻ với cộng đồng chúng ta về những cái chương trình trong liên quan tới giáo dục và đặc biệt liên quan tới cái chương trình song ngữ mà thời gian gần đây nhất đã được nói nhiều từ các học khu và đặc biệt từ học khu Westminster. Đó là hai vị, một vị là cô April, cô hiện đang là hiệu trưởng trường tiểu học The Mill, và một và cô Elen Hồ là hiện là cô giáo lớp 4 từ trường The Mill, chương trình song ngữ từ trường The Mill. Trước nhất là Thu Hà xin cảm ơn cô giáo Elen đã đến với chương trình. Thank you so much, Miss April, for coming to our show today. Would you like to say a few words to the audience? Cảm ơn chị Thu Hà và các và chương trình đã mời chúng em tới hôm nay. Chúng em rất là hạnh diện cho đại diện cho học khu Westminster và đặc biệt là trường song ngữ The Mill. Thành ra cảm ơn cho cái chương cho cái cơ hội này để chúng em giải thích hơn về cái chương trình của chúng em và cả về học khu Westminster của chúng em nữa. Rất là cảm ơn. Miss April. Ciao, my name is Mrs. April Dare, and I am the proud principal of DeMille Language Academy. Very excited to be here today. Thank you. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, trong nhiều tuần qua, Thu Hà cũng đã chia sẻ đến quý vị chương trình song ngữ DeMille. Nhưng mà những vị khách là những phụ huynh đã đến chia sẻ về những cái phương thức học và ghi danh như thế nào. Nhưng mà đặc biệt hôm nay Thu Hà rất hân hạnh có cô hiệu trưởng từ trường DeMille, một trong những cái chương trình DeMille. Chương trình song ngữ đầu tiên được bắt đầu thành lập ở trong học khu Westminster và thành lập tại trường The Mill. Khi còn thì để hôm nay hân hạnh được mời cô hiệu trưởng tới. Can you share a little bit about yourself? How long have you been principal at the Mill? Was it and how long the dual language program has been implemented at the Mill? Sure. I started at DeMille 2 years ago, and from there we've been making great strides in our program improvement, and just what I mean by that is improving our program to make sure that all of our students' needs are being met. So our program did start in 2015, and this year we will see our first group of eighth graders graduate and head on out to Westminster School District where the program continues. So we do have one of the first Vietnamese dual language immersion programs that starts in preschool next year, actually starting even in an infant and toddler program all the way up into the next school district, which would be Huntington Beach Unified School District at Westminster High School. So finishing up there in high school. So we're very excited to see that program through. And that is, we'll be celebrating 10 years next year of our program at DeMille Language Academy. Yeah. Ý cô hiệu trưởng nói là chương trình song ngữ Việt và tiếng Anh, bây giờ trường DeMille mình là Mỹ Việt, là coi như là năm sau nó sẽ là 10 năm, thành lập đã 10 năm rồi, bắt đầu từ 2015. Cô hiệu trưởng đó là ở đây bắt đầu cho trường DeMille mình là 2 năm và cổ đã có làm rất là nhiều thay đổi để cho cái chương trình mình càng lớn mạnh hơn và ủng hộ cho cộng đồng mình nhiều hơn. Em là dạy lớp 4. Dạ, thành ra là em là một trong những giáo viên của trường DeMille và các em đó là bắt đầu từ cả từ mẫu giáo và cũng nhỏ hơn nữa là nhà trẻ. Đúng rồi. Rồi là sau đó đó là học tới lớp 6 thì mình các em đi học trường Warner học lớp 7, lớp 8. Cái nhóm đầu tiên á là coi như là năm sau là sẽ lên lớp 9 á, thành ra là sẽ là qua học khu Huntington Beach và là của Westminster High School. Thành ra rất là vui mừng khi mà được hoàn thành bây giờ, thực sự ra là thành lập 10 năm rồi. Dạ vâng. Đây là một cái dấu mốc của rất là khá quan trọng, kính thưa quý vị, là những khi mà trường chương trình song ngữ Việt ở trường DeMille thành lập cách đây gần 10 năm, những em học ở những cái năm đầu tiên đó thì tính ra năm tới đây các em đã xong hết cấp 2 và phải vào cấp 3, thì cũng học khu cũng dùng cái mốc đó để mà tạo cái chương trình song ngữ ở trường trung học Westminster để các em có thể chuyển thẳng vào để học tiếp tục cho hết bậc cấp 3. Thì đây là một cái dấu mốc rất là khá quan trọng
Bởi vì khi mà chúng ta nói tới học một cái ngôn ngữ á, là mà phải có sự chuyển tiếp. Đúng và rồi. Đi điều với nhau, nếu không á, thì các em sẽ bị gián đoạn và những gì các em học hồi nhỏ sẽ bị quên hết, đúng không? Yeah. Đúng rồi, thành đây giống như là lớp 3 nè, từ lớp 1 giáo và lớp 3 chúng em có cái kêu là pathway to biliteracy đó chị. Thì đó là một cái cách để coi là các em đã học tới đâu rồi, cái khả năng tới đâu rồi, để cho đến chừng mà tại cái mục tiêu quan trọng nhất đó là tới lớp cấp 3 đó là trung học đó, là các em có khả năng để lấy cái kêu là seal of biliteracy. Là cái đó đó là chứng minh cho các em biết được nói được hai thứ tiếng. Và đã như vậy đó, có rất là nhiều cái cơ hội cho những cái scholarship đó chị, để cho các em. Thực sự ra đó là một cái cũng rất là giúp đỡ cho các em khi mà đi học đại học. Dạ vâng, rất là đúng. Tôi nói chung là khi mà mình học bất cứ một cái ngôn ngữ nào, và đặc biệt đối với các em, đây là cái ngôn ngữ gần như là ngôn ngữ mẹ đẻ. Mặc dù các em sinh đẻ ở đây, nhưng mà ngôn ngữ thì rất là có ích khi mà các em có những cái tiếp thu cái ngôn ngữ ở cái ca sơ sinh. Rồi đi nhiều năm để mà các em có thể giữ được cái ngôn ngữ đó. Và cái quan trọng là khi mà sau này các em ra đời đó, những cái ngành nghề á, mà khi mà các em biết được cái song ngữ á, các em sẽ được trả tiền lương cao hơn. Đúng rồi. Trong chương trình của chúng em á, có nhiều em là thiệt sự ra là nói tiếng Tây Ban Nha nhà nhà. Thành ra đó là các em á, khi mà mục tiêu tới lúc trung học á, là các em sẽ đọc biết được ba thứ tiếng. Đó là cũng là rất là giúp cho khi mà các em lớn lên đi làm. Tại vì biết ba thứ tiếng là thành ra có thể giúp không những là người Việt mình mà đúng cả vậy. Những người biết nói tiếng Tây Ban Nha nữa. Thành mà cái chương trình của chúng em á, rất là quan trọng về cái truyền thống và cái những cái lịch sử của người Việt Nam chúng mình và cộng đồng của mình như thế nào để thành cái chương trình song ngữ Mỹ Việt này đã thành lập. Thành ra chúng em rất là coi trọng cái việc đó. Rất hay. Vậy thì bây giờ Miss April, share with us that right now is how many students already currently enrolled in the Vietnamese dual language program, and how many would you expecting to new enrollment? We currently have about 540 students at DeMille, but of those, 70% are in our dual language immersion program. So we have about two of our classrooms at every grade level that are VDLI program. We also have 40% of our parents who come from out of our district, so that makes up a good amount of our students as well. We are, this past year, we went from 40 in our TK to 80 in our TK, and we're projecting that we'll probably have another 80 students in our TK, which means we'll continue to move up the grade levels and just increase our numbers every single year. And that means we'll continue to try to make as much room as we can for all of our students who want to come and be a part of our Vietnamese Dual Language Academy. Sounds like the school need to have a bigger expansion. Yes, that would be lovely. We did just finish off remodeling, so our classrooms are newly remodeled. We have air conditioning in all of our classrooms, but we definitely need to continue to expand. Yeah. So with the growth, cái chương trình mà Elaine có thể giúp để mà thông dịch được không? Dạ, cô hiệu trưởng ý cô hiệu trưởng nói đó là cái chương trình của mình bây giờ là trong trường học mình có 504 học sinh, mà trong 504 học sinh đó đó là 70% của các em là học trong chương trình song ngữ Mỹ Việt của mình. Bây giờ tạm thời đó là mỗi lớp á, mỗi cái cấp bậc của mình á là có các em đều có hai lớp. Thành ra một người dạy tiếng Anh và một người dạy tiếng Việt là 50-50 cho cái dạy tiếng Anh và tiếng Việt mỗi ngày. Đó, mà năm nay đó là TK của, có nghĩa là lớp mẫu giáo đó, thì có tới từ 60 học sinh, bây giờ tới 80 học sinh. Mà cả phần lớn đó là các em là đều là học, các em là thuộc về học ở học khu khác, đăng ký và ghi danh và sau đó đó là độ chuyển qua từ học khu bên ở gần khu học khu ở nhà để qua cái học khu của chúng em học đại học DeMille. Đó là những cái gì cô hiệu trưởng nói. Với lại là giống như cái mục tiêu của hội đồng quản trị và cả cái cô superintendent là người điều khiển cái Westminster District là học khu của chúng em đó. Niềm hy vọng là càng ngày sẽ càng mở rộng ra cho cái chương trình của song ngữ Mỹ Việt mình.
Và sau đó càng nhiều học sinh mà vô đăng ký chương trình, vô ghi danh chương trình để cho có nhiều học sinh vô nữa. Dạ vâng. Thưa Hà cũng chia sẻ là khi mà quý vị ở ngoài học khu mà muốn chuyển tới học ở trường The Mill này thì cái giấy tờ cũng khá đơn giản mà Thu Hà cũng đã chia sẻ mấy lần trước đó, là quý vị có thể đến học khu nơi mình cư ngụ làm một cái đơn gọi là intra district transfer, tức là chuyển tiếp từ học khu này qua học khu kia, làm cái đơn đó xong đưa lên học khu của mình và học khu của mình sẽ chuyển cái hồ sơ đó đến cái học khu mà quý vị muốn cho con em mình đi học đó, tức là trong cái chương trình này là học khu Westminster, họ sẽ chuyển cái hồ sơ đến học khu Westminster và học khu Westminster sẽ tiếp nhận cái chương trình đó và sẽ đưa vào và sẽ đưa đến cho trường The Mill quý vị đến. Chỉ có ghi danh con mình học ở trường The Mill mà thôi. Cho nên cái chương trình về thủ tục hành chính cũng khá đơn giản, không có rắc rối nếu mà quý vị muốn đưa con em mình đến học ở trường The Mill mặc dù không sinh sống tại khu vực này. Và chúng ta cũng vừa hết phần 1, xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.